Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều tất bật sắm sửa cho gia đình mình một vài loài hoa và cây cảnh. Cú chơi hoa trong ngày Tết của người Việt đã trở thành một nét đẹp truyền thống gắn bó với bản sắc văn hóa dân tộc. Và trong chương trình Du Xuân ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm một mảnh đất với những con người chịu thương chịu khó, đang cần mẫn tạo nên những bông hoa, nhành cây, điểm tô sắc xuân. Vâng, và đó chính là những nàng hoa ở huyện Văn Giang. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu anh Nguyễn Văn Hợp, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Giang sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nét đặc sắc của các làng hoa ở nơi đây. Sản phẩm đặc trưng của hoa cây cảnh Văn Giang là những loại cây nào ạ? Đặc trưng nhất là quất cảnh Văn Giang và bưởi cảnh Văn Giang trồng ở Mễ Sở, Thắng Lợi, Niên Nghĩa, thị trấn Văn Giang và Tân Tiến. Thế còn hoa thì là trồng ở xã Xuân Quan và Phụ Công và thị trấn Văn Giang. Tổng diện tích trồng hoa cây cảnh của Văn Giang thì là gần 800 hecta. Vậy thì anh có thể giúp cho Lan Phượng và quý vị khán giả đang xem truyền hình hiểu rõ hơn về những nét đặc sắc của hoa cây cảnh Văn Giang được không ạ? Xin mời Lan Phượng và quý vị khán giả đến một số nhà vườn của huyện Văn Giang. Xin giới thiệu với Lan Phượng và quý khán giả, anh Đỗ Ngọc Phan là chủ nhà vườn chuyên trồng quất của xã Niên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sẽ hướng dẫn em chọn một cái cây quất mà nó đẹp, ưng ý để trang trí trong những ngày Tết. Thưa anh, là nghề trồng quất tại xã Niên Nghĩa, huyện Văn Giang thì đã có truyền thống là bao nhiêu năm rồi ạ? Theo như tôi được biết thì từ đời bố tôi đã bắt đầu trồng quất rồi. Và sau này khi tôi lấy vợ thì tôi đã trồng được khoảng 17 năm nay. Diện tích trồng quất của gia đình nhà mình là bao nhiêu ạ? Hiện nay diện tích trồng quất của gia đình tôi thì có khoảng 8 sào chuyên canh dòng những loại quất đã thành phẩm, trồng khoảng trên 1.000 cây. Thu nhập năm nay của gia đình nhà mình thì có cao hơn so với các năm trước hay không ạ? Năm nay gia đình tôi có xuất vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa cũng như các khu vực lân cận như Hà Nội và Bắc Ninh, Bắc Giang rất nhiều. Năm nay cây quất thì cũng được giá hơn mọi năm. Và cây quất đẹp thì năm nay cũng cao hơn mọi năm nên gia đình đã thu nhập khoảng gấp rưỡi năm trước. Anh có thể giúp Lan Phượng và quý vị khán giả xem truyền hình có thể lựa chọn được những cây quất đẹp và ưng ý để trưng bày trong dịp Tết này không ạ? Vâng, rất là sẵn sàng ạ. Lựa chọn một cây quất đẹp, quả trước hết là phải to, có quả xanh, quả chín, lá dày, xanh mướt. Và nếu mà thời tiết đẹp thì nó có thể ra một số lụ hoa lộc là tuyệt vời nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giờ thì tôi đã lựa chọn được một cây quất rất là ưng ý để trưng bày trong nhà mình rồi. Và tôi rất là mong muốn có thể lựa chọn được một vài loại hoa khác để điểm tô cho ngôi nhà mình trong mùa xuân này. Anh Hợp ơi, anh có thể giúp Lan Phượng và quý vị khán giả xem truyền hình có thể lựa chọn thêm một số loại hoa khác được không ạ? Tôi sẽ dẫn Lan Phượng và khán giả đến nhà vườn hoa tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chúng ta cùng đi ạ. Xin giới thiệu với Lan Phượng và quý vị khán giả, đây là anh Đàm Văn Hưng, chủ vườn hoa của xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sẽ hướng dẫn Lan Phượng và quý vị khán giả là chọn những cái chậu hoa dạ yến thảo và những cái chậu các cái hoa đồng tiền, làm sao mà mình chọn được một cái cây đẹp ưng ý để trang trí vào những ngày Tết. Anh Hưng ơi, nghề trồng hoa ở Xuân Quan mình thì đã có từ lâu chưa ạ? Tức là nghề trồng hoa của Xuân Quan thì cũng tương đối lâu rồi. Nhưng để phát triển mà phong trào đi lên mạnh nhất thì nó khoảng tầm 10 năm rồi lại đây. Vậy thì gia đình nhà mình thì đã trồng hoa được bao nhiêu năm rồi ạ? Gia đình nhà mình thì cũng làm được 9 năm rồi. Các loại hoa ở đây anh trồng chủ yếu là những loại hoa gì ạ?
Các loại hoa ở đây thì như nhà chúng tôi trồng thì chủ yếu là hoa dạ yên thảo và hoa đồng tiền, hoa phong nữ. Vậy thì ngày hôm nay thì anh Hưng có thể giới thiệu cho Lan Phượng cũng như là quý vị khán giả đang xem truyền hình cách lựa chọn những cái chậu hoa ưng ý nhất để trưng bày trong dịp Tết này không ạ? Ví dụ như cái chậu dạ yên thảo này là chọn những chậu hoa nó sai hoa sai nụ, màu tươi đẹp, chậu tròn. Mà cái giả ăn thảo này nó rất nhiều màu, bền đẹp sai hoa nhất là cái màu hồng gân này. Vậy thì cái việc chăm sóc hoa giả yên thảo thì nó có một cái yêu cầu gì đặc biệt hay không? Người chơi cũng chỉ nên để ý cái độ ẩm của nó thôi, tức là không được tưới ẩm quá và cũng không được để khô quá. Anh ơi, vậy thì với việc lựa chọn hoa đồng tiền thì có khác gì so với việc lựa chọn hoa giả yên thảo hay không ạ? Khác chứ, cây đồng tiền nó phát triển và mọi cái nó khác cây giả ăn thảo và cách chọn cũng khác hơn. Tức là chọn cây hoa đồng tiền chúng ta chọn những cây lá xanh này, mầm mẫm này, và trên có hoa dưới có nụ. Cái chăm sóc hoa đồng tiền thì nó cũng tương đương như chăm sóc giả ăn thảo này. Các bạn cũng không nên để ẩm quá và cũng không được để khô quá, độ ẩm vừa phải. Trong suốt thời gian trải nghiệm vừa rồi, chắc hẳn quý vị và khán giả đều thấy rằng là tại Vân Giang hiện nay thì đang có rất là nhiều du khách đến để mua hoa và chụp ảnh check-in. Vậy thì không biết là cảm xúc của họ khi đến với Vân Giang như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Vâng, chào anh ạ. Anh là du khách ở đâu đến với Vân Giang đấy ạ? Vâng, tôi là người bên Hà Nội đến tham quan và mua hoa. Anh thấy hoa ở đây thì như thế nào ạ? Thị trường hoa rất là đẹp và rất là đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Năm nào cũng đến tham quan và mua. Tôi là thương lái, năm nào tôi cũng về xin quan để mua hoa. Bởi hoa ở đây nó đẹp mà giá cả nó cũng phải chăng. Anh Lộc ơi, có thể thấy rằng là những sản phẩm của các làng hoa cây cảnh ở Vân Giang thì đang được ưa chuộng. Vậy thì trong thời gian tới thì hướng phát triển của các làng nghề này sẽ được định hướng như thế nào để hình ảnh của hoa Vân Giang vươn xa vươn cao hơn nữa? Trong thời gian tới, huyện Vân Giang thì tiếp tục phát triển, nâng cao những cái chất lượng hoa cây cảnh của Vân Giang và quan tâm đến cái hệ thống hạ tầng như là đường, đảm bảo cho giao thông được thông suốt và tạo điều kiện nhất cho giao thương đến mua bán, trao đổi hàng hóa tại huyện Vân Giang. Thế và cũng là điểm đến du lịch, huyện Vân Giang thì rất quan tâm đến tiêu thụ hoa cây cảnh của Vân Giang như là giới thiệu trên các kênh truyền hình VTV16, đài truyền hình Hưng Yên, báo Hưng Yên và bán hàng trên các cái phương tiện như là điện thoại, Facebook, Zalo, thế rồi là khách hàng truyền thống của bà con nhân dân. Đảm bảo làm sao mà cái hoa sản xuất ra được đến đâu, tiêu thụ đến đấy, nâng cao được cái thu nhập cho người nông dân. Trong không khí giao hòa, trời đất sang xuân, những bông hoa, nhành cây như tiếp thêm sức sống, tô điểm thêm những nét đẹp tươi mới cho mỗi gia đình. Mong rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm điểm đến trong mùa xuân này và có thể lựa chọn cho mình những chậu hoa tươi đẹp tô thắm cho không gian gia đình. Và một lần nữa xin được chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng.